Alo alo, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Và mình chính là Hiếu đây. Hôm nay thì mình không chia sẻ thủ thuật hay là cái mẹo gì cả các bạn ạ. Và mình chỉ vào 68 game bài, mình đi chơi siêu xe thôi các bạn ơi. Nói chung là hàng ngày thì tối thì mình hay làm video. Và mỗi lần mình làm video là mình sẵn mình quay video luôn các bạn ạ. Đấy. Cho dù thắng hay thua thì mình vẫn up video lên để cho các bạn xem. Nói chung là cái trò siêu xe này nó cũng dạng như là kiểu hoạt hình ấy, kiểu giải trí các bạn ạ. Nhà giải trí là kiếm được tiền các bạn ơi, nó kiếm được tiền cũng không hề dễ đấy. Và siêu xe thì nó rất là dễ chơi, nó sẽ có cho các bạn là 8 cửa để bạn đặt đấy. Đó là game siêu xe, trò siêu xe đúng không đấy. 8 cửa đặt này thì các bạn đặt trúng cửa nó quay trúng thì các bạn sẽ được tiền thôi, nó đơn giản như vậy, nó chả gì khó khăn cả. Và mình có một cái mẹo chính là các bạn sẽ đi đặt 4 cái cửa x5 nhé. Ván nào cũng vậy là các bạn sẽ có lãi, các bạn có tin không? Có tin mình đặt như vậy thì mình có lãi không? Ok thì mình sẽ chỉ các bạn nhé. À, và video này mình đã không đặt theo cách đó các bạn ạ. Và mình sẽ đi theo là 2 cửa x5 từ đầu video đến cuối video các bạn nha. Ok, làm video nó khác bọt một xíu chứ bình thường mẹo với cách chơi, cách thắng, luôn thắng thuật các kiểu, ôi dồi ôi các bạn ạ. Làm nhiều video như vậy mà các bạn có hưởng ứng, các bạn khó có live video nhiều lắm đâu. Các bạn xem xong các bạn cũng bảo là mình bị bỡ mất kiểu, mà trong khi mình cũng vắt óc nhằm suy nghĩ cái thủ thuật cái bẹo được bạn đấy. Thì bộ số 46B này thì mình có thắng được cái cách đánh này không các bạn nhé. Theo thứ nhất là hai cửa, nó hai cửa chọn cửa nào cũng được, hai cửa nào cũng được, cứ hai cửa là quất thôi các bạn nhé. Hai cửa nó hai cửa logo bạc x5 các bạn nha. Cho vấn đề nó về thì là logo con trâu các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vô tiền nhá. Nhớ mình số vốn hiện tại mình đang có bao nhiêu nhé, để tí nào cuối video mình có lại hay không. Đánh tầm 5 đến 10 ván nhé. Bây giờ theo Mercedes này. Mercedes với BMW các bạn nhé. Mỗi EO 100k các bạn ơi. Xem coi mình có thắng không nha. Bây giờ cũng rất sợ nó bị logo vàng các bạn ạ. Ok các bạn ơi, tuyệt vời, lãi to luôn nhá. 285k, ôi quá ngon. Theo 200k mà lãi được là 285k các bạn ơi, lãi ngon luôn các bạn nhá. Đấy. Đấy như vậy thì nó hơi khó thắng một xíu nhưng mà ăn tiền nó sướng các bạn ạ. Thì bây giờ mình đã đảo đi, mình theo đi là Mercedes và con ngựa các bạn nhé. Đây, hai cửa giữa nó đã một xíu nhưng mà vẫn theo Mercedes thôi. Gần đây thì nó về logo vàng rất là ít nhưng bây giờ mình rất sợ nó về logo vàng các bạn ạ, rất là sợ luôn. Ôi lại có lãi các bạn ơi, tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ không theo BMW mà theo sang con ngựa ăn tiền các bạn ạ, quá dễ đúng không. Kiếm tiền từ cái trò siêu xe này đơn giản cực kỳ các bạn ạ, bắt cho mình hai cửa. Và đa số nó toàn vì 4 cái logo x5 đúng không ạ? Nên các bạn bắt hết kiểu này thì tỷ lệ các bạn rơi vào khoảng là 40 trên 100% rồi. Đấy, vì nó vẫn có khả năng là 10% nên nó bị logo vàng các bạn nhé. Bởi vậy thì tính 40% thôi. Đấy. Bạn đã bắt chuẩn thì các bạn sẽ thắng thôi, đúng không? Ván này mình không vô tiền các bạn nhé. Ui dồi ôi, quá là may luôn các bạn ơi. Đúng cái ván mình không vô tiền thì nó lại về logo vàng. Thì rất là may mắn các bạn nhé, quá tuyệt vời. May quá rồi các bạn. Ok, bữa này mình sẽ theo đi là vẫn là hai cửa trước các bạn nhé. Đấy, vẫn theo theo đi là Mercedes bạc và con ngựa các bạn nhé. Đấy, đánh hai ván chắc có lẽ mình đánh tầm 5 ván đó các bạn ơi. Đánh 5 ván nhé. Đánh như vậy thì chắc chắn đánh như này này sẽ có bán thua các bạn, chứ không thể nào mà thắng liên tục được. Nhưng mà đánh cho kiểu thắng liên tục ấy thì phải đánh cho mình là 3 đến 4 cửa. Đấy, phải đánh có theo 2 cửa thôi thì có bán thua là chuyện bình thường. Đúng không? Đánh là kiểu 50-50 ấy, tính như vậy 50-50. Nhưng mà nếu đúng ra thì mình gọi là 40 trên 100. Mà chắc bị thắng. À 40 trên 60 chứ. Lộn các bạn nhá. Nãy mình cứ lộn các bạn, 40 trên 60. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt sang cái gì đây? Ui hồi toang rồi các bạn ơi, ván này mình theo dưới một cửa là BMW bà các bạn ạ. Ván này khả năng mất rồi các bạn ơi, ván này khả năng mất rồi vì theo một cửa thì khả năng tỷ lệ thắng nó thấp các bạn nhé.
đấy đã thấp đó, nhưng không sao các bạn ơi, hiện tại mình đang có lãi các bạn nhé, đang lãi được là đi là 300k. Ok, đánh giờ bây giờ 4 ván còn là 2 ván thắng 2 ván thua, thì hy vọng là ván này sẽ thắng các bạn nhé, và ván cuối sẽ thắng. Bây giờ mình sẽ theo đi là 100k này và 100k ở đây, hai cửa các bạn nhé, hai cửa những cái logo nó đang về gần nhất. Ở để xem có thắng không, ván này là ván thứ 5 các bạn nhé. Ok, tuyệt vời các bạn ơi, lên tiền 285k. Tính ra là ở video này mình cũng đã lãi được là 500k từ cái cách theo mà là hiếm người làm như vậy các bạn ạ. Theo cứ theo hai logo thôi, ăn tiền nó sướng các bạn nhé. Tỷ lệ thắng của bạn giờ vào khoảng là 40-60% đấy, đúng không? Và logo vàng thì các bạn thấy chưa, nó cũng về cũng không phải là liên tục lắm nên nó không bịp lắm các bạn nhé. Đánh như kiểu vậy thì cũng ok đấy các bạn. Bạn nào mà đánh được kiểu chúng mình cũng được. Nó theo hai cửa các bạn nhé, bắt như vậy đó, cái bắt chuẩn một xíu đó thì ok. Và video này thì mình cũng làm ngắn gọn như vậy thôi các bạn nhé, ngắn gọn như vậy thôi, và mình cũng đã lãi được là 500k ở video này luôn, hình hơn 500k cơ. Ban đầu là có 16.460k sau ấy, quá là ok các bạn nhé. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn có yêu cầu những cái gì đấy muốn mình làm video thì hãy bình luận phía dưới và mình sẽ dành thời gian mình trả lời và lên video cho các bạn xem nhé, giải trí. Ok, bye bye. Bạn nào mà quan tâm đến cái tựa game này thì mình có đặt được link tải app dưới phần mô tả video nhé. Game có tên là 68 các bạn này, game bài được chưa? Và hiện tại thì game đang tặng code tân thủ ấy, bạn nào muốn nhận thì tham gia vào cái nhóm Telegram mình có để phần mô tả video luôn. Đấy, vào đó các bạn xin code là được.